Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất khẩu rau quả đạt 1 tỷ đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm. Quảng Ngãi, hàng loạt công trình dịch vụ tiền tỷ bỏ hoang tại khu kinh tế Dung Quốc. Thừa Thiên Huế phá chuyên án bắt gia đình mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Khó xử lý sai phạm trong sử dụng đất. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là thông tin vui trong lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, với việc hàng loạt các loại trái cây Việt Nam đạt chuẩn xuất khẩu đi các nước trong thời gian qua, thì chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu của nhóm hàng rau quả đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ của năm ngoái và cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Lô hàng này đang hoàn tất công đoạn cuối cùng là chiếu xạ tại trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Sau khi được cơ quan chức năng của Australia chấp nhận quy trình, dự kiến trong tháng 5 này, xoài Sơn La sẽ chính thức xuất khẩu thí điểm sang nước này bằng đường hàng không. Diện tích trồng xoài cũng rất là lớn, trên 4.000 hectare cũng rất là lớn, và đặc biệt là người ta trồng xuất khẩu xoài tượng da xanh. Trong tháng 4 vừa qua, bình quân mỗi ngày mặt hàng rau quả mang về khoản ngoại tệ gần 8,2 triệu đô la Mỹ. Hiện mặt hàng rau quả của nước ta đã có mặt ở nhiều quốc gia nổi tiếng, đòi hỏi cao về chất lượng như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan. Kết quả này là đến là chủ yếu là từ cái việc là chúng ta đã tuân thủ nhiều hơn các cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và các cái ở trong cái khâu nuôi trồng, chế biến các cái sản phẩm nông nghiệp như này thì và chúng ta áp dụng những cái công nghệ mà tương ứng. Sự bắt tay của nông dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đang mang đến hy vọng mới cho sản phẩm trái cây của Việt Nam phương rộng ra thị trường thế giới. Thưa quý vị, thời gian qua, các nhà mạng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tin nhắn rác, trong đó gần 20 triệu SIM kích hoạt sẵn đã bị thu hồi. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến và có chiều hướng phức tạp. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ ký cam kết phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác giữa 5 doanh nghiệp viễn thông di động diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 5 tại Hà Nội. Cam kết phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác giữa 5 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnam Mobile và Gtel với Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Theo đại diện các nhà mạng, một trong những nguyên nhân khiến cho tin nhắn rác vẫn tồn tại khá phổ biến và có chiều hướng tinh vi phức tạp là do chưa có sự thống nhất về tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, biện pháp lọc chưa đồng đều, cơ chế ngăn chặn liên mạng. Vì vậy, nội dung cam kết tập trung vào việc xác định và chia sẻ mẫu tin nhắn rác, cách thức ngăn chặn tin nhắn rác, phương thức tiếp nhận và xử lý phản ánh tin nhắn rác. Thời gian thực hiện báo cáo và công bố kết quả chặn tin nhắn rác và xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về mẫu tin nhắn rác. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lập đoàn kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo các cam kết của 5 nhà mạng được thực hiện hiệu quả, công bằng. Đồng thời, công bố rộng rãi để người dân cùng đồng hành giám sát việc thực hiện. Thưa quý vị, để giảm bớt lưu lượng giao thông chống kẹt xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo lập đề án bố trí, sắp xếp giờ làm việc, giờ học lệch ca trên cơ sở nghiên cứu kỹ theo từng nhóm đối tượng đặc thù. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố phối hợp với các sở ngành và cơ quan đơn vị nghiên cứu lập đề án bố trí sắp xếp giờ làm việc, giờ học lệch ca và phải trình lên Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 7 năm 2017. Nội dung đề án cần được nghiên cứu dựa theo từng nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện, cán bộ công chức, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Trong đó có phân tích đánh giá kỹ toàn diện các yếu tố tác động đến tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố, sao cho các giải pháp này phải phù hợp, đảm bảo tính khả thi cho dự án và nhận được sự đồng tình ủng hộ của xã hội. Hiện tình hình ùn tắc tại nội đô và cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh vào các giờ cao điểm ngày càng nghiêm trọng, gây phiền toái khó khăn cho người dân, cho vận tải và lưu thông hàng hóa, đồng thời ảnh hưởng xấu đến việc thu hút khách du lịch tới thành phố. Ngày 11 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu sống kịp thời một trường hợp thai phụ bị vỡ quai động mạch chủ ngực. Theo như bác sĩ điều trị, trong tình huống này, việc giữ được tính mạng của người mẹ đã là một việc không đơn giản, chưa nói đến việc bệnh nhân đang mang thai 12 tuần. Bệnh nhân là chị NTMD, 20 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Bình Dương trong tình trạng đau cực trái từng cơn, kèm ho khan nhiều. Ngày 27 tháng 4, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng đau cực dữ dội. Qua xét nghiệm lâm sàng và tiến hành CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tụ máu quanh túi phình, khả năng vỡ đã rất cao. Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương
và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân thay đoạn cuối động mạch chủ. Vì bệnh nhân đang mang thai tuần thứ 12 và phải dùng kháng đông liều cao nên khả năng sảy thai là rất lớn. Khó khăn lớn nhất của các bác sĩ là làm sao vừa cấp cứu được mẹ, vừa giữ đủ máu để nuôi thai nhi. Sau khi được thay mạch máu nhân tạo và chăm sóc tích cực, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tương đối ổn định, hết đau cực và khó thở, thai nhi phát triển bình thường. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày gần đây xuất hiện chất thải màu đen từ ngoài khơi liên tục dạt vào bãi biển xóm Tân Minh, Đồng Minh và Đồng Thanh thuộc xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã khiến cho người dân vô cùng lo lắng. Theo một số người dân địa phương, vừa qua trong khi đi biển họ đã chứng kiến ba tàu công suất lớn liên tục đổ thải bùng xuống vùng biển giáp ranh Nghệ An, Thanh Hóa. Theo người dân, đó là những vệt nước đục không mùi, không có hiện tượng cá chết. Tỉnh Nghệ An nhận định các tàu đã xả bùn đất được khoảng một tuần, mỗi ngày từ 7 đến 10 lượt tàu. Việc đổ bùn thải làm cho nước biển tại xã Quỳnh Lập đổi thành ba màu, gần bờ là màu đen, cách bờ 40 đến 50 mét là màu đục, phía ngoài là màu xám. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra nước biển và chất thải ở khu vực có bùn thải, hiện đang đợi kết quả để gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các bên liên quan nhằm phối hợp quản lý vùng biển giáp ranh. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, vụ muối năm 2017 đang bị mất mùa đã dùng thêm khó khăn lên diêm dân, vốn đã lâm vào cảnh khốn đốn sau hai vụ liên tiếp năm 2015, năm 2016 khi muối được mua mất giá. Mặc dù thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chính sách để hỗ trợ diêm dân thoát khỏi vòng lẩn quẩn là muối được mùa mất giá hoặc là được giá thì lại mất mùa. Thế nhưng, chính sách thì nhiều lần thay đổi nhưng vẫn chưa giúp được diêm dân thoát khỏi tình trạng khốn đốn. Nguồn nước biển bị ngọt quá, không sản xuất được muối. Các cánh đồng muối ở Khánh Hòa đều trong cảnh điều hiu, chòi để diêm dân ở trong coi ruộng muối bị bỏ hoang quá sơ sát. Trên các cánh đồng muối vắng bóng người, thay vì không khí sản xuất nhộn nhịp, cảnh người cào, người gánh muối như ở những vụ trước. Không sản xuất được muối, nhiều ngư dân đã phải mua ngư lưới cụ để chuyển sang đánh bắt cá hoặc mưu sinh bằng nghề mò cua bắt ốc trên con sông nằm ngay bên cạnh ruộng muối của chính mình. Muối thì không cá, mất vé nữa thì dân ở đây thì nói chung là thất nghiệp nhiều. Tôi thì chỉ như người đánh bắt cá ở đầm mình á. Rồi khi nào có muối thì tôi làm muối. Muối ở Khánh Hòa năm nay mất mùa, bên cạnh nguyên nhân nguồn nước biển bị ngọt quá do mưa trái mùa, còn do việc đầu tư nâng cấp đồng muối còn chậm được triển khai, quy hoạch sản xuất muối cũng chưa bài bản. Trong khi đó, diêm dân vẫn duy trì lối sản xuất manh mún nhỏ lẻ nên mùa vụ phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Hiện chỉ có một số ít xí nghiệp, công ty ở Khánh Hòa mới sản xuất được muối do có hạ tầng tốt và ứng dụng cơ giới hóa vào làm muối. Nếu đồng muối được quan tâm đầu tư nâng cấp, ứng dụng kỹ thuật cao, đưa cơ giới hóa vào sản xuất muối sẽ giúp diêm dân thoát khỏi dòng lẩn quẩn, được mùa mất giá hoặc được giá mất mùa. Tại khu kinh tế Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi, hàng loạt công trình chuyên về dịch vụ nhà ở tiền tỷ đang được xây dựng dở dang nhưng bị bỏ hoang trong suốt nhiều năm qua. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của khu kinh tế quan trọng này. Theo khảo sát, các công trình đang bị bỏ hoang thậm chí xuống cấp hư hỏng như khu dịch vụ nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quốc có diện tích 18,6 ha, trung tâm khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí ở khu đô thị Vạn Tường. Rất là lãng phí đất. Thì đối với quan điểm của chính quyền địa phương, nhân dân đã mất đất sản xuất, tuy nhiên lại giao cho một cái đơn vị để mà khai thác sử dụng cái diện tích đất này, nhưng mà là không sử dụng thì cái diện tích đất này lãng phí. Tại khu kinh tế Dung Quốc, hiện có 6 công trình dự án với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng bỏ hoang từ nhiều năm qua. Chủ đầu tư của các công trình nhà đất bỏ hoang trên nguyên là của công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quốc thuộc tập đoàn Vinasin, một số là của các doanh nghiệp đến đầu tư ở khu kinh tế Dung Quốc. Tổng diện tích đất bị bỏ hoang trên 270 ha từ năm 2008 đến nay. Thì Dung Quốc cũng làm việc với nhà đầu tư cũ để mà bàn đến các cái biện pháp, tìm ra các cái giải pháp để làm như thế nào đó, không để các cái dự án dở dang này tiếp tục kéo dài nữa. Công trình dự án tiền tỷ bỏ hoang không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch chung, kìm hãm sự phát triển của cả khu kinh tế Dung Quốc. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư, cấp đất cho các dự án trên cả nước. Vào mùa nắng ráo, lúc sóng yên biển lặng, người dân đảo Lý Sơn ở tỉnh Quảng Ngãi lại mang theo đồ nghề để lặn tìm các loại hải sản ven biển như con nhum, ốc xà cừ, rau câu, rau bồng bồng và rong mơ. Chỉ với 3 giờ ngụp lặn dưới mặt nước, mỗi người dân có thể kiếm hơn cả triệu đồng. Và người dân gọi các sản vật ven bờ này với cái tên là lộc biển. Khoảng 3 giờ chiều đến 6 giờ tối hàng ngày, chị Nguyễn Thị Luận ra bờ biển gần nhà, mang theo dụng cụ là kính che mắt để lặn, móc sắt, bao tay, bao tải đựng sản phẩm để lặn bắt sản vật biển. Rau cáo mình
thì ra mình chắc ở trên cái ngọn mai cái mình lá tà mình hết là một bữa cái hồi Nam Bắc Ký ấp thì mình ra mình dọn xuống dưới hòn hai nó tầng hòn mình lá tà mình hết là lá cây mình kéo cái này kiếm được quả bún cam. Vào buổi chiều mỗi ngày, nhiều người dân Lý Sơn hái lọc biển như chị Luận, kiếm được cả triệu đồng từ rau câu và ốc cừ. Đó là chưa kể đến các loại hải sản khác như nhum biển, cá và nhiều loại trong biển tự nhiên. Không chỉ người lớn mà học sinh cũng tranh thủ thời gian không đến lớp để khai thác sản vật biển phong phú. Thưa quý vị, để sản xuất nông nghiệp có đầu ra ổn định thì cần phải thành lập những cánh đồng lớn sản xuất tập trung. Tuy nhiên, không ít nông dân vẫn còn lo ngại về vấn đề dồn điền, đổi thửa dẫn đến mô hình cánh đồng lớn khó triển khai. Nhằm tạo ra nếp nghĩ cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh Ninh Thuận đã chọn xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước là địa phương có đông đồng bào Chăm để thực hiện mô hình thí điểm cánh đồng lớn và đã được người dân đồng thuận cao. Mô hình trồng lúa giống trên địa bàn xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước được chọn thực hiện thí điểm mô hình cánh đồng lớn đầu tiên của huyện Ninh Phước và của tỉnh. Ủy ban nhân dân xã Phước Hậu chọn khu vực dùng sân cổng 3 và sân cổng 4 của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu, thôn Hiếu Lễ có diện tích 56 ha với 103 hộ dân tham gia. Qua quá trình vận động của hợp tác xã và chính quyền địa phương, 100% hộ dân trong vùng dự kiến sản xuất thí điểm cánh đồng lớn đã tích cực hưởng ứng. Cho nên là bà con chúng tôi là nhiều lần nhất trí. Cho nên việc này á thì bà con chúng tôi là vừa sắp tới này chúng tôi tiến hành đóng cái vụ hè thu đấy, vụ sắp tới bà con nhân dân hưởng ứng theo phong trào toàn bộ là nhân dân đã hợp rất là nhiều lần rồi đấy, cho nên là bà con cũng phấn khởi thôi. Hiện nay nông dân xã Phước Hậu đang thu hoạch vụ đông xuân và tích cực chuẩn bị để mô hình bắt đầu triển khai vào vụ hè thu năm 2017. Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố là doanh nghiệp phối hợp cung ứng giống, kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu cung ứng vốn, phân thuốc hỗ trợ nông dân sản xuất. Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự quyết tâm và đồng lòng của chính quyền các cấp và nông dân, mô hình cánh đồng lớn của đồng bào Chăm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy kinh tế gia đình và địa phương phát triển. Tiếp theo chương trình là phần tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã phá thành công chuyên án 0217T, bắt giữ 3 đối tượng là Lê Thắng, Lê Thị Bé và Nguyễn Thị Thu Tâm về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy. Ngày 7 tháng 5, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế đã bất ngờ ập vào phòng trọ tại phường Phước Vĩnh thành phố Huế, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thu Tâm, sinh năm 1980, đang tàn trữ trái phép 3 gói heroin. Cùng lúc đó, chỉ cách nơi ở của đối tượng Tâm hơn 100m, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lê Thắng, sinh năm 1976, cùng vợ là Lê Thị Bé, sinh năm 1983, thu giữ tổng cộng 42 gói heroin, nhiều điện thoại di động. Quá trình điều tra, cơ quan công an được biết số ma túy trên do Lê Thắng mua từ một đối tượng chưa rõ danh tính, sau đó đem về chia nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn. Trong đó có bán cho em dâu là Nguyễn Thị Thu Tâm, bán để kiếm lời. Cùng ngày 11 tháng 5, đội cảnh sát giao thông công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô biển kiểm soát 37C09426 chở gần 4 tấn cá nục chết bốc mùi hôi thối thu mua tại cảng cá phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, vận chuyển để nhập cho một cơ sở làm nước mắm trên địa bàn của huyện Diễn Châu, Nghệ An. Xe ô tô tải này do tài xế Hoàng Văn Hòa, trú tại khối 5, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò điều khiển. Hòa khai nhận chủ lô hàng này là anh Nguyễn Văn Thủy, trú tại khối 5, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Anh Thủy khai đã mua gần 4 tấn cá nục chết này tại cảng cá phường Nghi Thủy và thuê anh Hòa vận chuyển đi xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An, nhập cho một cơ sở ở đây làm nước mắm. Hiện nay số cá chết bốc mùi này đang được công an huyện Nghi Lộc thu giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Lê Đình Hạnh, sinh năm 1968, trú tại thành phố Kon Tum về tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, chiều tối ngày 15 tháng 10 năm 2016, sau khi uống rượu tại nhà xong, Lê Đình Hạnh cùng Lê Đình Tình, Lê Đình Hòa, Lê Văn Nghĩa và Lê Văn Hải đi đến quán nhà ông Trần Văn Sáng, cách nhà Hạnh 100m để hát karaoke. Nhưng khi đến nơi, ông Sáng không cho hát mà còn văn tục chửi bới nên giữa Hạnh và ông Sáng đã lời qua tiếng lại. Bực tức, ông Sáng đi vào nhà lấy một cây kéo đâm trúng cổ tay của Lê Đình Hòa khi đang ca cái ông Sáng xông vào đánh Hạnh. Tiếp đó, ông Sáng cầm kéo đâm vào hốc mắt trái phía đầu lông mày của Hạnh. Liền sau đó, Hạnh giật được cây kéo từ tay ông Sáng và đâm một cái trúng mắt và đá vào đầu ông Sáng. Hậu quả, Lê Đình Hòa thương tật 8%, Lê Đình Hạnh thương tật 28%,
Còn Trần Văn Sáng tự phong do chấn thương sọ não. Kết thúc phiên tòa, Tòa án dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt Lê Đình Hạnh 5 năm tù giam về tội danh giết người. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng đến với tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Công viên, vườn hoa, nhà văn hóa được xây dựng với mục đích phục vụ cộng đồng. Thế nhưng những gì mà quý vị sắp xem sau đây sẽ cho thấy chúng còn được dùng cho cả mục đích khác như nhà hàng hay quán rượu. Điều này khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Điều đáng nói là tình trạng này lại diễn ra phổ biến ở nhiều nơi nhưng không được giải quyết triệt để. Vậy nguyên nhân là do đâu? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Hàng loạt hàng quán mọc lên trên đất công viên. Nhiều khu đất vàng bị sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch. Khi đất đai được tận dụng để kinh doanh sai mục đích, thì không gian cộng đồng bị thu hẹp. Điều này gây không ít bức xúc cho người dân. Như vậy, chia 5 xẻ 7 bây giờ gần như chỉ còn mấy cái đường đi, đường xung quanh công viên, thì là không phải là của một công ty nào thôi. Chứ còn tất cả các cái bây giờ là một bên là sân bóng đá, một chỗ sân thì bây giờ đang để củi, một bên thì siêu thị, một chỗ thì là coi như để xe ô tô. Đó, thì hiện nay lại chả có chỗ nào cho dân chơi. Theo quy định của luật đất đai, các trường hợp sử dụng đất phải đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan. Những trường hợp sử dụng sai mục đích có nhiều hình thức xử phạt rất rõ ràng. Các quy định của pháp luật liên quan về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai đã quy định rất rõ, cộng kể cả các quy định trong bộ luật hình sự cũng đã có quy định. Vì vậy mà các hành vi vi phạm này tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử phạt tiền, buộc chấm dứt hành vi vi phạm và có thể thu hồi đất trong trường hợp mà mức độ vi phạm nghiêm trọng và nghiêm trọng hơn thì còn có thể xử lý hình sự. Có thể thấy các quy định của pháp luật về quản lý đất đai đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên trên thực tế, ngay giữa thủ đô vẫn có nhiều vi phạm diễn ra trong thời gian dài, vài năm, thậm chí cả chục năm nhưng không được xử lý dứt điểm. Chế tài chưa đủ mạnh, thiếu sự kiên quyết của cơ quan chức năng trong giải quyết rốt ráo vấn đề. Chính vì những lý do này mà tình trạng sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra ở nhiều nơi, thách thức dư luận và gây bức xúc trong nhân dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Việt Nam tự sản xuất được vaccine sởi rubella đạt chuẩn quốc tế. Quảng Ngãi, cô trò khổ sở vì nhà vệ sinh vô tác dụng, phải đi vệ sinh ngoài bìa rừng. Gia Lai, thầy giáo đánh chết người sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Các ngân hàng tham gia hỗ trợ chăn nuôi.